Xin chào mọi người nha. Hôm nay thì Út đang làm thanh đẻ để cho một cái trại ruồi ở Xuân Lộc rất là lớn, cho nên là Út quay lại cái video này để chia sẻ cho bà con nào mà ở nhà mình có thể tận dụng được những cái cây như thế này á, thì bà con mình có thể làm tham khảo thử coi để làm tự làm thanh đẻ cho trại của mình ha. Thì đây nè mọi người, những cái trước đây thì Út làm nhiều kích thước lắm, nhưng mà mọi người biết sao không, cái thanh đẻ này mình làm nó to quá hoặc là nó dài quá, lúc mà mình cầm để mình cạo trứng á, cái thao tác á nó rất là kiểu cồng kềnh và nó dễ bị, nó ảnh hưởng tới cái trứng lúc mà mình cạo mọi người, nó không kiểu, nó không có nhanh gọn và thuận tiện á. Thì sau cái khoảng thời gian mà Út làm về trứng á, thì Út thấy là cái kích thước cái thanh đẻ như thế này là hợp lý mọi người. Là ở đây là cái thanh đẻ của Út á, là Út chỉnh lại là dài 25cm thôi nha mọi người. Tại vì cái người châu Á của mình á, thì cái tay nó cũng không to đâu. Mọi người thấy cái tay của Út còn to hơn cả tay đàn ông nữa. Nhưng mà Út cầm với cái thanh đẻ như thế này là cạo nó rất là tiện mọi người. Nè mọi người thấy không? Cạo nó tiện lắm. Và thứ nhất là, thứ hai là nó vừa cái bảng 3cm như thế này, thì là nó vừa. Rồi mình sẽ tạo một cái khe như này nha. Út tạo mẫu cho mọi người coi trước nha. Đây ha. Đó mọi người thấy. Cái khe này nó cũng rất là quan trọng mọi người, nó không được rộng quá hoặc là không được nhỏ quá. Thì á, Út sử dụng một cái miếng này là miếng nẹp lửa nha mọi người. Út tận dụng từ cái mớ nẹp lửa này nè mọi người. Đó. Cái này là lúc trước á, nếu như mà chạy bạn nào mà không có được cái thanh này á, thì mọi người có thể dùng cái rơ lửa này. Nhưng mà cái rơ lửa này chỉ sử dụng cho những cái trại nào mà nhỏ thôi. Thí dụ mỗi ngày thu 20 đến 50 gram thôi để mình tận dụng cái cây này cho nó rẻ. Nhưng mà cái này bất lợi là nó tốn rất là nhiều thời gian của mình mọi người. Cho nên một ngày ở trại Út thu nhiều trứng á, phải tiết kiệm thời gian là thứ nhất, tại vì trại không có nhiều người làm, chỉ có hai người làm chính thôi mọi người. Cho nên là cái gì tiết kiệm thời gian thì mình sẽ tận dụng á. Thì đây ha, bà con mình nếu mà ở nhà mọi người có thể sử dụng cái gì ta, cái thanh mà người ta làm giường hoặc là cái pallet đó mọi người, mình mài lại, mình mài phải nhẵn nha mọi người. Cái này nè, không cần phải láng con đâu, nhưng mà nó phải nhẵn, đừng có sành sùi. Tại vì nếu sành sùi lúc mà mình cạo trứng nó sẽ dăm như thế này nè, nó không có thẳng cái đường cạo của mình. Đó mọi người thấy không, đây là cái bảng 3 xăng nha, 3cm, dài 25cm ha. Còn dày là dày 1 phân nha, dày 1 phân là nó chắc lắm đó mọi người, xài cầm nó thoải mái luôn, không có lo là cong ven hay gì á. 1 phân là hợp lý ha, đừng có làm dày quá hoặc là rộng quá, dài quá nó cũng cầm rất là khó thao tác nha mọi người. Đây nè, sau khi mà mọi người có một cái thanh mà nó đã được vuốt thẳng thớm nha, tất cả cái thanh mọi người mà nó ghép với nhau một bộ 5 thanh như thế này á, thì nó phải kích thước và chiều dài bằng nhau nha mọi người, chứ không phải là cây ngắn cây dài, cây dày cây mỏng nha, tất cả đều phải bằng nhau thì cái khe nó ra mới đẹp. Rồi sau khi mọi người có cái cây như thế này á, thì sẽ sử dụng cái tùy mọi người thôi, có nhiều anh em thì sẽ sử dụng dây rút, nhưng mà ở trại Út thì sử dụng cái gỗ như thế này nè. Đó, Út sẽ nẹp vô ở giữa ở đây, mọi người thấy không, đây nè, từ bên này qua bên này luôn. Hồi trước là Út làm nhỏ nhỏ ở đây thôi, xong rồi Út thấy nó không có được thuận lợi á trong cái việc mà mình cạo trứng á, cho nên là giờ Út làm ngang luôn, mình cạo tới đây bỏ, cạo tới đây xong nhảy qua gạo đây thì nhanh hơn. Đây nè mọi người, thì sau nhiều cải tiến thì sẽ được có cái cây như thế này. Rồi á, tiếp theo là mọi người sẽ sử dụng cái súng này, gọi là súng bắn ghim nha mọi người. Bắn gỗ hoặc là bắn vô cái vật liệu nhựa, sắt không bắn được ha mọi người. Là mình sẽ bắn nó rất là chắc luôn mọi người. Mọi người chỉ việc bỏ kê lên đây rồi mọi người bắn xuống đây thôi. Nó rất là nhanh gọn luôn mà nó chắc lắm. Cái này người ta dùng để bắn gỗ đồ, nó liên kết lại với nhau á. Thì á, sau khi bắn á, thì cái miếng này nè, cái ghim này nó không có xuống sát mọi người. Đây, Út mới tạo cái búa này 14.000 mọi người. Xong rồi mình chịu khó mình đập nó xuống. Đó.
nó bám sát vô cái gỗ cứng ngắc luôn mọi người. Nó như vậy thôi. Để mình đập đập xuống. Tại cái tay của Út yếu á, Út bấm cái kim nó không có sát xuống được. Cho nên là mình sẽ đập 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 thêm như này cho nó xuống sát nha. Đó vậy thôi. Đây, 4 cây mọi người. Để Út đi lấy thêm một cái cây này. Út bỏ cho mình coi. Đây. Thường thường ở trong cái bộ thanh đẻ là 5 cây thôi mọi người, tại vì nếu mà nó cao quá thì nó cũng dễ bị ngã lắm. Cho nên là những trại anh em khác thì có thể làm dày hơn, cao hơn, nhưng mà trại Út cứ làm một bộ 5 thanh là 4 cái thanh. Mình sẽ bấm cái tạo khe như thế này, và thanh cuối cùng thì mình sẽ để chẳng như thế này nha mọi người, không có bấm tạo khe ha. Đó, ghép vô đây rồi xong rồi. Có nhiều anh chị sẽ sử dụng là cái ốc bắt vít đồ á, nhưng mà cái tính của Út là hay kiểu quăng mấy cái nhỏ nhỏ linh tinh là Út hay không có kiểm soát được, cho nên là để vào mỗi khi mà mình cạo trứng mình đi tìm cái khóa mà mở con ốc ra nó cũng phiền, cho nên là Út mua 5.000 dây thun mọi người. 5.000 dây thun là xài vi vu luôn á, nhiều lắm, người ta cân ký mà. Đó, một lần như vậy là Út sử dụng 2 cọng thun. Út buộc vô, thí dụ mỗi ngày là Út giục luôn, chứ Út không có lấy lại cọng thun đó vì nó giãn thôi nha mọi người. Đây nè. Đấy, lấy 2 cọng thun mình cột lại là thành một bó đẹp rồi. Quan trọng là cái cây là mình phải mài cho nó nhẵn và tạo các cái khe hở cho nó vừa nhau ha mọi người. Đây nè. Đó, như thế này nha. Mọi người thấy không? Đó. Cái khe này là nó vừa vặn hơn, chứ nó không có lỏng quá hoặc là nó không có trực quá thì nó cũng đẻ được ít. Như vậy là nó vừa nè mọi người. Đó, mọi người thấy nó gọn ha. Nè. Tay Út to lắm á. Nè mọi người thấy không? Đó, chắc chắn ha. Mỗi khi mà Út dùng là Út cắt hoặc là Út kéo nó ra, nhẹ nhàng nâng nó ra vậy nè, rồi bỏ cái cọng thun này luôn. Đây, tiếp tục nha mọi người. Đó, tại vì nhiều bà con mình ở nhà mình có rồi thì mình tự làm. Mua mấy cái máy này nè mọi người xài được nhiều chỗ lắm. Không phải là mình mua mình xài một lần rồi mình dục đâu. Đó. Đấy, 4 cây. Tiếp theo ha. Đây nè mọi người thấy. Lấy cọng thun gài lại nha. Tại bữa giờ Út tính làm cái video này lâu rồi mà cứ bận hoài à, cho nên là tới giờ mới bấm máy quay cho mọi người coi được. Ai ở nhà có nguyên liệu thì mọi người làm sẵn ha. Đây mọi người thấy cái khe nó đẹp không? Đó. Ví dụ muốn cao lên mà cao lên thì nó kiểu khó đứng vững lúc mà mình gác. Giống ví dụ cái này là cái thùng mùi ha, cái thùng mùi dày mình gác dày rồi mình đấu dày được, chứ mình để cao quá nó cũng chịu dễ bị lung lay, nó bị đổ á mọi người. Đó, như vậy nè cũng không tốt. Nên mình để Út thấy là 5 thanh là nó vừa. Đây nè, một bộ 5 thanh như thế này là vừa nha mọi người, không cần thiết phải làm rộng quá đâu, tại rộng quá thì cao quá chứ, cao quá thì nó dễ bị đổ lắm. Đó, mọi người thấy không? Đó, cái khe nó vừa vặn ha, đừng có làm nó rộng quá nha mọi người. Đó. Phải làm bao nhiêu ta? 600 cây mọi người. 600 cây. Không biết anh đó anh nuôi để lấy trứng bán hay là nuôi để làm gì á, mà dùng 600 cây. Nhiều. Tại vì mọi người biết sao, mọi người phải làm cho, ví dụ mọi người một ngày dùng 20 cây thì mọi người phải có ít nhất là bèo là phải gấp đôi 40 cây. Tại vì mọi người biết sao, nếu mà ít nhá, ít thì lúc giống nhiều khi mọi người lấy, mọi người cạo chưa kịp á thì mọi người phải bỏ cái cây khác vô, chứ đâu có thể là để vậy được. Để trống vậy coi những con ruồi nó đẻ muộn á thì nó sẽ không có chỗ để nó đẻ, thì nó sẽ đi chỗ khác nó đẻ bậy. Mọi người phải làm hờ ra nha, làm gấp đôi để khi mình cạo cây này thì mình sẽ lấy cây khác mình bỏ vô ha. Nhanh
do là cái này nè, Út đặt công ty á, người ta vuốt sẵn hết rồi, vuốt cho đều theo cái kích thước mà Út đặt á. Rồi xong rồi người ta cắt rồi người ta mài nhẵn hết. Mình về mình chỉ việc gia công lại thôi, chứ mình không có thường thường mà đem ra mấy cái tiệm cưa đồ á, họ làm ẩu lắm. Họ làm kiểu một cái cây này giống như công họ làm 1.000-2.000 họ không chịu làm mọi người. Cho nên á, Út làm số lượng nhiều á, Út liên hệ bên công ty luôn, chứ không có làm qua mấy cái xưởng cưa. Xưởng cưa nó kiểu mình cái cây này vừa gỗ vừa đồ luôn, người ta chưa được mấy ngàn nữa mà nó đòi một cái cây này nó gia công là 3.000. 3.000 là vuốt cho nó thẳng vậy thôi nha mọi người. Thôi Út không làm. Út ghét, Út về Út tìm công ty Út đặt luôn. Tại vì hồi trước Út cũng làm bên gỗ rồi mọi người. Làm bên cái gỗ đỏ, nhập khẩu gỗ rồi á, cho nên là cũng quen được nhiều cái xưởng gỗ lắm, cái xưởng gỗ mà dạng người ta làm chuyên nghiệp á, cho nên là đã đặt họ, họ làm cho Út, họ nhiệt tình lắm, kiểu anh em hỗ trợ nhau á hả. Đó, Út chia sẻ video vậy thôi nha. Nếu mọi người quan tâm tới những chia sẻ thực tế ở trại của Út á, thì mọi người có thể nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ Út cũng như là xem được video mới nhất mỗi ngày cùng Út nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người nha.